cháu gái nghệ sĩ vũ linh tố bị ăn cắp tài sản thực hư ra sao hoang tưởng hát cho đứa con chưa rõ ràng kia hả gần đây hồng phượng bức xúc trước việc bị ăn cắp tài sản sau lùm xùm kiện tụng tranh chấp tài sản mà cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh để lại cháu gái cố nghệ sĩ chọn cuộc sống bình yên bán hàng online và mở quán ăn để trang trải cuộc sống khi đang kiện tụng thế nhưng nữ ca sĩ bất ngờ đang đàn tố bị ăn cắp một đoạn trong sản phẩm âm nhạc của cô và cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh Hồng Phượng đã đăng tải bài viết như sau, Sau bữa nay trắng trợn ăn cắp đoạn trong cha là hoa bồ đề nở của tôi vậy ta? Giết hết còn biết nhục nữa rồi, ca cảnh đó là của Hồng Phượng nhé. Bản quyền tác phẩm, từ âm thanh và hình ảnh nhé. Sao hay ăn cắp vậy? Thu âm và quay hình 2019. Đây là tác phẩm Phượng đặt riêng tác giả viết cho hai cậu cháu trình bày. Bị hoang tưởng hát cho đứa con chưa rõ ràng kia hả? Hoang đường kèm nhục nhã quá bé con tùy duyên ơi. Bài đăng tố bị ăn cắp sản phẩm âm nhạc của Hồng Phượng đã gây sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Chưa biết cháu gái ông Hoàng Tùng cổ đang nhắc đến ai, bị ai ăn cắp, tuy nhiên đây là chủ đề được các diễn đàn, hội nhóm bàn tán xôn xao. Được biết, sau khi cậu năm qua đời, Hồng Phượng bất ngờ vướng vào kiện tụng liên quan đến tài sản thừa kế cùng Hồng Loan. Sau ồn ào đấu tố cuộc sống của Hồng Phượng gấp rắc rối, con đường nghệ thuật dường như đóng cửa khi nhiều khán giả đòi tẩy chay cháu gái Vũ Linh. Được biết, nhân dịp sổ đầu của cậu năm Hồng Phượng đã đăng đàn xin lỗi khán giả như sau. Hồng Phượng không phải là người hoàn hảo, càng không phải là người hoa mỹ, cho nên có những chuyện xảy ra ngoài sự kiểm soát của mình. Xin hãy cho Hồng Phượng nhận hết những sai sót, phiền muộn và điều tiếng. Chỉ mong những ai thấu hiểu sẽ cảm thông và thương xót. Còn lại, xin hãy nhẹ lời bởi Phượng và gia đình còn lắm nỗi lo toan nên không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh làm ngay điều này khán giả phản ứng thế nào? Hiện tại, Ngoài việc bán hàng online Hồng Loan còn được mời biểu diễn nơi xứ người. Được biết, sau chuyến lưu diễn tại Úc, con gái Vũ Linh còn có cơ hội đứng trên nhiều sân khấu trong nước, chia sẻ về đêm diễn. Hồng Loan tiết lộ cô được đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Linh Tý cũng là chi kỷ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan chia sẻ trên trang cá nhân như sau, hôm nay con được đứng chung sân khấu cùng chú, chi kỷ của ba, luôn yêu thương bà. Con vui lắm, con cháu của ba luôn mong chú được nhiều sức khỏe và yêu đời hạnh phúc nha chú ơi. Khi đi diễn, hồng loan mặc bộ áo dài màu hồng cùng chiếc vòng cổ sáng trắng toát lên vẻ sang trọng theo nguồn tin con gái cố nghệ sĩ vũ linh đã và đang nhận được tình cảm của đông đảo khán giả nhiều người lớn tuổi đã chờ đợi sau đêm diễn để được gặp mặt giao lưu cùng con gái ông hoàng tùng cổ vũ linh trước sự yêu thương từ người hâm mộ hồng loan đã gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị như sau đêm qua rất ý nghĩa và hạnh phúc cho đoàn và anh em con dạ con luôn trân quý tình yêu thương của đại gia đình đã dành cho gia đình nhỏ của ba và anh em con ạ à. được biết khi miền tây bị hạn hán và nước nhiễm mặn hồng loan đã tổ chức chuyến thiện nguyện nhằm hỗ trợ bà con gặp khó khăn được biết dự án này là cô tự bỏ tiền túi để thực hiện và không kêu gọi quyên góp để làm tròn chữ hiếu bằng cách hồi hướng công đức cho người cha quá cố mang tên vũ linh các bạn nghĩ sao về điều này hãy để lại bình luận cho kênh việt tin nóng được biết nhé